Với cái mức lãi khoảng 2.000 đô chỉ trong những ngày cuối tuần mà vừa đánh vừa chơi và không phải vất vả gì nhiều, mình cảm thấy khá là hài lòng với con số này. Chào mừng các bạn quay trở lại với mForex, mình là Minh. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chút thay đổi là thay vì chúng ta sẽ xem lại những cái lệnh chúng ta đã có thắng ở trong lần trước là những cái lệnh Forex, những cái lệnh tiền, lệnh vàng thì một cái điều gì đó nó khá là quen thuộc và khá là đơn giản với chúng ta rồi. Thì ở trong tuần này mình sẽ review những cái lệnh tuần trước mà mình sẽ đánh coi để cho mọi người thấy là nếu chúng ta đánh ở một bên chúng ta thành thạo rồi thì cái việc mà chúng ta nhảy sang bên một cái mảng khác nó khá là đơn giản. Và với cái việc mà lợi nhuận mình kiếm được khoảng hơn 2.000 đô chỉ trong những ngày cuối tuần mà mình vừa đánh vừa không phải làm gì nhiều, thì mình làm cái điều đó nó có khó không và mình đã sử dụng những cái chiến lược nào, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người toàn bộ những cái điều đó ở trong video ngày hôm nay. Và như mọi người thấy ở trên màn hình thì đây là nhóm private của mình, ở thời điểm hiện tại đã gần có 4.000 thành viên và mình đã có gửi cho mọi người cái lệnh của mình, đấy là mua Bitcoin và mua ETH ở ngày mùng 6 tháng 3 vào lúc khoảng buổi trưa. Và đến những cái ngày hôm sau, tức là ngày chủ nhật, thì những cái lệnh của mình gần như là đã có lãi. Không phải gần như mà là cả hai lệnh nó đều đã có lãi ở đây rồi. Và đến ngày hôm chủ nhật thì những cái lệnh này của mình ở thời điểm này, như mọi người thấy ở trên màn hình, là mình đã có lãi được hơn 1.000 đô. Và mình rất vui mừng để báo mọi người đây đến tối chủ nhật thì mức lãi lên 1.600. Và cuối cùng là mình chốt vào hôm thứ hai, là mình chốt cái mức giá này khi mình lãi được 2.000, tức là mình chốt Bitcoin ở lúc mức giá 51.177. Thì đây gần như nó cái mức giá, gần như là cái mức giá đỉnh ở trong ngày hôm thứ hai. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người là làm sao mình có thể mình gồng lệnh được một cách tốt như thế và làm như nào mình sẽ vào lệnh được một cái entry đẹp như thế. Thì trước khi chúng ta bắt đầu thì mình muốn trả lời cho câu hỏi cho mọi người đó là gì, đó là vậy thì chúng ta đánh coin sẽ dễ hơn hay chúng ta sẽ đánh bên Forex sẽ dễ hơn? Thì thực tế một điều đó là gì, là nếu bạn giỏi Forex thì các bạn sang coin thì nó sẽ chỉ như một cuộc dạo chơi của bạn thôi. Và như các bạn thể thấy là mình đánh vàng ở trong những buổi livestream, như các bạn đã thấy thì nó khá là ok và gần như buổi livestream nào của mình cũng có lãi. Và các bạn chỉ cần xem những buổi livestream của mình ở trên YouTube của mForex vào 20:30 thứ tư hàng tuần thì chúng ta sẽ đều đây livestream scalp vàng như mọi người đã thấy. Và nếu mà mọi người muốn xem lại thì tất cả đều đã có thể xem trên YouTube của mình để chúng ta biết được là nếu chúng ta đánh một cái tài sản nó đơn giản thì chúng ta sang những tài sản khác nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Và chúng ta sẽ đi vào cái lý do tại sao mình có thể mình mua được Bitcoin và mua được ETH và mình có thể gồng được đến mức giá cao như vậy. Thì đây sẽ là cái điểm khởi đầu của nó. Chúng ta sẽ bắt đầu ở thời điểm ngày mùng 6 tháng 3 vào lúc 12:32. Thì đây là cái thời điểm ngày mùng 6 tháng 3 vào lúc 12:32 như mọi người đã thấy. Thì tất cả ở đây mình đã có được một điều, đó là gì? Mình luôn xem từ cái cung D trở lên. Cách đánh bên Bitcoin hay là đánh bên Forex nó cũng đều tương tự như nhau khi chúng ta cùng đi theo một cái lối phân tích cũng như là một cái lối giao dịch. Mình vẫn sử dụng toàn bộ những công cụ hết sức đơn giản, đó là sử dụng đường hỗ trợ kháng cự, cái đường MA, và chúng ta sử dụng là trendline để chúng ta phân tích. Ở khung D tại thời điểm đó thì chúng ta thấy một điều, đó là gì? Là giá đây nó vẫn đang ở trong một cái xu hướng tăng, đúng không ạ? Và giá nó vẫn đang ở trong cái đà tăng tương đối là mạnh. Chúng ta sẽ xem sang khung 4 giờ, chúng ta xem tiếp cái xu hướng của nó như thế nào. Và 4 giờ hiển nhiên nó vẫn đang ở trong xu hướng tăng. Và ở đây nó xuất hiện một cái mô hình vai, đầu, vai, đúng không ạ? Và nó tạo thành một cái vai trái và cái vai phải bằng nhau ở mức giá là khoảng 45.300. Và nó có tạo ở trên cái đỉnh này một cái vùng kháng cự ở mức là rơi vào khoảng 51.000. Thì ở đây, tại thời điểm này thì giá nó đang rơi vào khoảng 48.800. Thì mình có bảo mọi người là mua ở mức 48.500 và mức 48.000 và mức 48.000, và chúng ta đặt stop loss của chúng ta ở mức 47.500. Thì đây là cái lý do tại sao mình đặt ở mức 47.500. Là mình đã định đặt dưới cái phần dâu này, bởi vì ở đây mình đã thấy là nó có một cái trend giảm ở đây, đúng không ạ? Và khi giá nó phá vỡ ra khỏi cái trend giảm thì nó đang hình thành một xu hướng tăng và chúng ta có một cơ hội chúng ta mua lên. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái cơ hội đó ở đây. RSI ở đây nó đang có sự suy giảm nhẹ, nhưng khi mà nó chạm vào những cái vùng hỗ trợ kháng cự ở đây, vùng này là cái vùng mình đã báo mọi người mua, mình mua ở 48.500 và mình báo mọi người mua ở 48.000, là hai cái mốc giá này, và mình kỳ vọng nó sẽ đi lên. Miễn là giá vẫn giữ được những cái khu vực này thì giá hoàn toàn có thể đi lên được, đúng không ạ? Thì đây là cái lệnh đầu tiên để gửi cho mọi người. Đó.
thời điểm phân tích mình sử dụng khung thời gian là khung M30 ở đây. Như mọi người thấy, mình thể vào M30 mọi người thấy rõ hơn. Và M30 mọi người thấy rõ sự bứt phá ra khỏi cái xu hướng giảm, đúng không ạ? Vậy thì không có lý do để chúng ta không thể mua lên ở trên cái khu vực này. Và đây là cái lý do tại sao mình vào cái lệnh mua ở Bitcoin. Mình vào lúc 12 giờ và đến lúc khoảng 14 giờ, tức khoảng 2 tiếng sau, là những cái lệnh này của mình đã bắt đầu có mức lãi khá, mức lãi tương đối nhỏ. Vậy thì còn lệnh ETH này thì sao? Trước khi bắt đầu video ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với mọi người thông tin về khóa học của mình sắp tới ở trong Sài Gòn vào ngày 13-14 tháng 3. Thì có một cái thông tin là mình cảm thấy khá là vui, đó là những cái khóa học lần trước có rất là nhiều bạn đã đăng ký với mình rồi, ở trong những lớp ở K1, K2, K3 ở trong Hồ Chí Minh, trong Sài Gòn. Tuy nhiên, để cái chất lượng của khóa học được ở cái mức tốt nhất thì mình đã có giới hạn là mỗi lớp mình chỉ có truyền tải cho 20 bạn học viên. Và mình nghĩ là 20 là con số phù hợp, chúng ta sẽ không nhiều quá, chúng ta sẽ không ít quá. 20 chúng ta vẫn có thể, chúng ta sẽ thể giao lưu với nhau, chúng ta có thể hỏi từng cái câu hỏi và mình có thể trả lời cái câu hỏi cho riêng mỗi người. Còn nếu mà chúng ta ở những cái lớp mà 30 hoặc 40 người, con số rất là lớn, và mình sẽ không dạy những cái lớp như thế, và mình sẽ không thể nào mình chia sẻ những cái lớp như thế. Bởi vì mục đích cuối cùng của mình là gì? Mình vẫn muốn là mọi người sau khi khóa học, như những cái bạn K1, K2, K3, chúng ta đều có thể tự tin giao dịch trên thị trường, và chúng ta có thể là có được những cái nhận định chúng ta, và chúng ta không bị lừa nữa, và chúng ta không bị phụ thuộc vào bất cứ một ai nữa. Và nếu mọi người cần thêm thông tin về khóa học thì mọi người có thể liên hệ với hotline của Mforex như mọi người thấy ở trên màn hình, hoặc là vào trang truy cập vào trang web là mforex.vn để có những thông tin chi tiết hơn về khóa học, bao gồm là địa điểm học, thời gian học, nội dung học và những cái quyền lợi và những cái ưu đãi của mọi người khi mọi người tham gia khóa học này. Và một lần nữa, mình rất hy vọng là khóa học này sẽ giúp cho những người mới, những người kể cả mới tham gia thị trường không biết gì ở thời điểm hiện tại, thì sau khi chúng ta tham gia khóa học, chúng ta có những kiến thức nền tảng, chúng ta có những kiến thức cơ bản để sau này về trong tương lai chúng ta có thể nâng cấp được những cái kiến thức chúng ta nhiều hơn, và chúng ta có thể là có thể tự bước đi ở trên thị trường này. Và rất hy vọng có thể sẽ gặp được mọi người ở trong những khóa học tiếp theo của mình trong Sài Gòn, và hẹn gặp lại mọi người. Vậy thì còn đối với lệnh ETH của mình thì sao? Mình báo mọi người mua ở 1540 và 1500, và chúng ta đặt stop loss ở 1450. Thì ở đây chúng ta có thể thấy là đây là cái giá của ETH tại thời điểm đó, và lúc đó mình sử dụng Kettner để mình lướt, để mình đánh lướt ra khỏi những khung thời gian ở trong những cái giai đoạn đó. Thì đây chúng ta thấy được là giá đã bắt đầu vượt qua cái giải trên Kettner và đóng một cái nền xanh rất là mạnh, và mình đợi một cái nhịp hồi về 1540, 1540 và 1500 để chúng ta có thể mua được cái lệnh này. Nó sẽ rơi vào khoảng vùng này. Tại vì sao đạt được hai vùng này? Bởi vì chúng ta cần một cái sự về test về trước khi chúng ta mua lên. Nếu đối với những cái nến xanh xuất hiện mà mọi người mua luôn thì nó sẽ không phải một cái entry đẹp, mà chúng ta sẽ đợi nó hồi về, nó sẽ một entry nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và gần như là cái lệnh của mình nó lên luôn. Nó hơi khó một chút là bởi vì mình rất là chỉn chu trong việc mình gõ lệnh, nhưng sau khi mình gõ xong thì giá lập tức nó có những cái biến động rất là mạnh và có thể nó đã bay lên luôn. Nhưng không, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ luôn phải chờ đợi, để chúng ta có những entry, chúng ta sẽ có những entry tốt. Và có những cái điểm vào tốt thì chúng ta mới có thể chúng ta gồng lệnh được một cách nó dễ hơn và một cách nó sẽ thoải mái hơn. Và như mọi người thấy là giá nó có nhịp hồi, nó về retest để nó khớp được luôn hai cái đường này. Nếu chúng ta muốn mua luôn theo những cái lệnh của mình thì chúng ta sẽ tuân thủ với kỷ luật đấy, chúng ta vào những cái lệnh nhỏ thôi để chúng ta luôn chờ đợi một cơ hội hồi về. Và như mọi người thấy, những cái điểm hồi về chúng ta là những cái điểm hồi về mà mình đã tính toán khá là đẹp, và mọi người vào lệnh thì gần như mọi người đã có mức thắng nó sẽ rất là cao. Và đến đêm ngày hôm Chủ nhật thì giá bắt đầu đi lên, cho mua ở đây thì giá đi lên nó đã được đâu đấy khoảng 64 giá đối với ETH, một con số khá là ấn tượng. Và đến 21 giờ đây thì là cái lúc mình luôn phải làm cái việc mình cần thiết báo mọi người, đấy là chúng sẽ phải luôn cập nhật cho mọi người biết được là cái tình huống ở thời điểm đó như thế nào. Thì cái điểm của chúng ta đã khớp được cái điểm của BTC và điểm của ETH, và giá vẫn đang giữ được ở trong mô hình vai đồng mai, thì không có lý do gì mình sẽ không mua lên đó. Và đến sáng ngày hôm sau thì chúng ta có một cái điều, đấy là BTC thì chúng ta bị một cái lệnh cho quét stop loss rồi, và hy vọng mọi người đều stop loss dương. ETH thì cả hai lệnh đều đang lãi, như mọi người thấy ở trên màn hình đây thì tất cả những cái lệnh này đều đang có lãi rồi. Cái lệnh Bitcoin của mình thì là mình thả stop loss, mình có buy nhồi thêm thì mình có thể không tính với mọi người. Nhưng cái lệnh của ETH thì đủ giúp cho mọi người đảm bảo mức có lãi. Đến 10 giờ ngày Chủ nhật thì chúng ta có mức lãi là khoảng hơn 1.000 đô rồi. Đây mình sẽ chỉ cần bật cho mọi người xem là mọi người thấy giá nó sẽ chạy như thế nào đối với ETH.
Vậy thì ở đây nó sẽ có bài học về gồng lời. Mình nói mọi người rất là nhiều rồi, tại sao mọi người gồng lỗ được nhưng mọi người không gồng lời được, đúng không ạ? Thế nên mình phải luôn động viên là mình sẽ vẫn gồng cùng mọi người này, sẽ vẫn có tiền về này, đó. Và khi mà chúng ta gồng, thì cái tiền chúng ta về nó sẽ rất đơn giản, rất là nhẹ nhàng. Bởi vì mọi người cứ chốt cái lệnh này và mọi người nhảy ra nhảy vào để cố tìm kiếm một cái entry hơn, tốt hơn, thì thực ra cũng là cái lệnh đó mọi người sẽ không lãi được bằng mình đâu. Và đến buổi sáng mình vẫn tiếp tục báo mọi người là nâng stop loss lên và tiếp tục gồng vào mùng 8 tháng 3, tức vào ngày thứ hai, đúng không ạ? Cái lệnh của mình nó ăn đã rất là dài rồi. Và đến mùng 7, đây là cái thời điểm, à mùng 8 đúng không ạ? Lại mức giá là 2.083 đô. Cuối cùng thì mình đã chốt lại cái lệnh đó, và như mọi người sẽ thấy là lệnh ETH của mình đã vẫn tiếp tục chạy với cái giá nó đang giữ được ở trên cái đường Kettner, ở trên cái đường MA này. Thì không có lý do gì để mình không giữ cái lệnh này của mình cả. Và đây là cái mẹo đầu tiên để giúp chúng mình có thể tự tin nắm giữ được cái lệnh này. Và quay sang bên Bitcoin thì chúng ta có thể thấy được một điều, đó là gì, là giá chạy nó đang khá là hiền. Nó quay về hit stop loss chúng ta và bắt đầu đi lên. Đó. Thì chỉ có duy nhất cái điều mình tiếc ở trong tuần trước thôi là để Bitcoin đã chạm stop loss trước khi nó đi lên. Và mình đã quyết định đóng những cái lệnh này của mình ở mức giá 51.700, như mọi người đã thấy ở đây. Là mình đã đóng toàn bộ những cái lệnh này của mình là mức giá 5.177. Thì giá ở đây nó rơi vào 5.1768 gì đó, thì nó bắt đầu tụt xuống. Và mình khá là hài lòng với cái việc của mình có thể chốt lời được ngay đỉnh như mọi người đã thấy. Và với cái mức lãi khoảng 2.000 đô chỉ trong những ngày cuối tuần mà vừa đánh vừa chơi và không phải vất vả gì nhiều, mình cảm thấy khá là hài lòng với con số này. Vậy thì trên đây là tất cả những cái điều mình muốn chia sẻ cho mọi người. Nó là một cái trải nghiệm nhỏ của chúng ta để chúng ta biết được là nếu chúng ta là những cái trader đánh Forex mà cuối tuần chúng ta chuyển sang chúng ta đánh coin thì chúng ta có thể có lãi hay không. Và nếu mà chúng ta đánh tốt ở một cái lĩnh vực mà chúng ta chuyển sang một cái lĩnh vực khác thì chúng ta có liệu có gặp cái thử thách gì hay không. Và câu trả lời của mình luôn là gì? Đó là mọi người hãy tự tin, mọi người hãy luôn đánh tốt ở một cái lĩnh vực của mình. Thì hiển nhiên đến lúc mà mọi người sang một cái lĩnh vực khác thì câu chuyện sẽ trở nên dễ hơn rất là nhiều. Và gần như chúng ta sẽ không phải gặp phải những cái khó khăn cũng như những cái thất bại gì ở trên cái thị trường mới. Hoặc nếu có nó chỉ là những cái thất bại, những cái thử thách nho nhỏ thôi. Và nếu mọi người cần những cái lời khuyên gì về bên coin hoặc là những cái lời khuyên gì về bên Forex thì hiển nhiên mọi người vẫn có thể hỏi mình. Và mình vẫn sẵn lòng trả lời cho mọi người. Và nên nhớ, mình đánh được cả coin và mình đánh được cả Forex. Và cái ví dụ trong cái video này là cái điều mà mình muốn chứng minh cho mọi người. Và một lần nữa, cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.